chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với gian bếp của Vui Sống Mỗi Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, cứ thứ hai hàng tuần là chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi một món ăn chay. Và vào bếp cùng với Khánh Huyền ngày hôm nay là một nữ ca sĩ được khán giả vô cùng yêu mến với giọng ca ngọt ngào và dàn nhạc dân ca của chị. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Thùy Trang. Chào Huyền. Thùy Trang xin chào quý vị khán giả. Thùy Trang này, hàng ngày gặp gỡ Thùy Trang với tư cách là một nữ ca sĩ thấy Thùy Trang rất là lộng lẫy trong những tà áo dài, đúng không? Hôm nay vào bếp rất là dịu dàng, rất là duyên dáng và đơn giản. Và món ăn hôm nay thì Thùy Trang sẽ giới thiệu là món ăn gì ha? Hôm nay Thùy Trang xin giới thiệu với Huyền cũng như quý vị khán giả món ăn đậu hũ sốt chua cay. Đậu hũ sốt chua cay. Dạ. Ồ, đúng là một món ăn chay mà nghe thấy lạ lạ ha. Cái tên thấy lạ lạ. Cái cách làm thì có khó lắm không? Cũng đơn giản thôi Huyền ạ. Dạ. Trước tiên thì Thùy Trang giới thiệu những cái nguyên liệu của mình nấu. Đúng rồi. Là đậu hũ. Đây là ớt chuông. Mình sử dụng ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ, củ hành trắng, nấm rơm, gừng, củ hành tím. Còn đây là những thứ bột niêm mà mình phải cần dùng trong lúc nấu ăn. Và đặc biệt món này là mình phải sử dụng món sa tế chay. Bởi vì mình mới gọi là sốt chua cay. Và chua là, đây là giấm. Dạ. Bây giờ mình bắt tay vào bếp nhé. Rồi, dạ. Thế Huyền sẽ giúp được Trang ở khâu nào? Bây giờ là Huyền sắc đậu hũ cho Trang đi. Sắc nha. Dạ. Rồi, để bên đó mình sắc luôn. Dạ. Huyền sắc miếng mỏng thôi, mình chia làm đôi. Các nguyên liệu khác thì mình sắc cũng cỡ như vậy đúng không Trang? Đúng rồi. Thế là cũng vuông vuông hả? Dạ. Rau củ thì mình sắc nhỏ hơn một chút. Đậu hũ sốt chua cay nghe tên rất là hay. Và cái thành phần nguyên liệu thì đã thấy là màu sắc rất là hấp dẫn rồi. Có rau củ ăn vô không có ngán gì cả. Bên cạnh việc ăn chay thì Huyền nghe nói là Trang cũng rất là một tín đồ của đạo Phật đúng không? Cũng rất là năng đến chùa đúng không? Cũng giống như mọi người thôi. Cứ đi rảnh rỗi thì mình cũng thường đến chùa thắp nhang lễ Phật. Đúng là mỗi lần đi chùa thì mình cảm thấy cái tâm của mình nó cảm thấy thanh thản hơn. Với một miếng đậu hũ thì mình chỉ cần nửa trái ớt thôi Huyền ạ. Củ hành mình cũng sắc đó, cái kích thước nó cũng cỡ này. Củ hành để có vô nó ngọt á Huyền. Đúng rồi. Dạ. Trong các cái món ăn chay thì Huyền thấy thường mọi người không cho tỏi đúng không bạn? Cái này đúng rồi. Mà theo Trang nghĩ thì tỏi cũng là một nguyên liệu của gia vị thôi. Thì Trang nghĩ là ở nhà Trang cũng thường làm tỏi. Cái đó là theo quan điểm thôi. Dạ. Như vậy. Dạ. Nếu mà ăn chay mà mình muốn thơm hơn thì mình chi một chút tỏi nó vẫn thơm hơn. Dạ. Đúng không? Mình đừng có sắc xanh là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Trang là rất là thích màu sắc. Thì thấy không? Bắt mắt ha. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ mình sẽ ăn sao nấm đó? Thì mình rửa sạch rồi, bây giờ mình cắt đôi đi. Mình lấy chừng khoảng 2 củ hành thôi. Gừng, gừng để chi? Để khi mà mình cho vô đó thì nó làm cho cái mùi hơi cay cay của gừng. Và đặc biệt là những lúc có gừng vô làm cho nó ấm bụng. Ấm bụng. Dạ. Thế mình sắc chừng một ít thôi. Gừng thì mình sắc chỉ được không Trang? Sắc chỉ là được rồi. Trang có vẻ có kinh nghiệm trong nấu nướng rồi nha. Sắc rất là khéo nè. Làm nhanh lắm luôn. Bây giờ mình cho chừng khoảng một ít tỏi thôi. Một ít tỏi để cho nó thơm. Mình cũng có một ít hành lá nữa. Khoảng chừng 2-3 tép thôi. Rồi, ve vàng rồi đó. Ngon quá. Nó ngót lại một chút đúng không? Ừ. Lúc mình cắt nó lớn hơn, mình chiên nó nhỏ xíu lại. Rồi, cái mình đủ dầu ăn thôi các. Rồi. Mình để riêng bên này đi. Để lại chút nha. Đúng rồi. Để bật bếp lại nè. Mình phải bỏ củ hành vô trước. Dạ. Như vậy củ là hành mình trắng sẽ trước. Cho hành trắng trước nha. Rồi. Bây giờ mình cho ớt chuông vô luôn đi. Ớt xanh và đỏ luôn hả? Đúng rồi.
Bây giờ cho nấm vô luôn đi mình coi. Rồi đảo lên một lúc là cho nấm vào là vừa ha. Nấm nó cũng chín hết. Đẹp quá nè. Nhìn lại thấy hấp nhìn dẫn bắt quá ha. Bây giờ mình nêm đi. Rồi cho vào đây. Cho một ít bột lên chai. Thì nghĩ là cỡ khoảng 2 muỗng cà phê đó. Đúng rồi. Cà phê là vừa. Cái món này mình ăn với cơm á. Hay là hơi đậm đà. Dạ hơi đậm đà. Ít đường. Rồi. Bây giờ mình sử dụng nước tương. Mùi nước tương nó cũng làm cho đồ ăn rất là thơm. Rồi mình cho gừng vô. Mình cho tỏi vô luôn. Củ hành vô luôn. Cùng là hành ha. Bây giờ xong cuối cùng mới cho hành lá và đậu hũ nữa. Đúng rồi. Tại đậu hũ cái nãy mình chiên rồi đó. Cho cuối cùng thì nó sẽ giòn hơn đúng không ạ? Hành lá nè. Dạ. Đảo đều lên. Được. Và đặc biệt đây sa tế. Bây giờ sa tế nhé. Dạ. Nếu mà ở nhà mà có em bé thì mình cho ít thôi. Dạ. Sợ cay nhiều quá bé ăn không được á. Và đây cuối cùng là giấm để tạo nên cái vị chua. Chua đúng rồi. Một muỗng giấm. Thôi, sắp được rồi. Sắp được rồi đó. Mình bỏ đậu hũ vô. Là xong. Đậu vào nè. Chắc là đảo nhanh là xong đúng không đúng. Bạn? Thôi, tắt bếp luôn. Hấp dẫn quá. Hôm nay Huyền được học một món ăn mới mà lại còn được đứng thành luôn ở trong bếp. Nhờ có Trang đó. Thôi, bây giờ mình đổ ra đĩa và trang trí nữa là xong ha. Chuẩn bị sẵn đây. Ồ, đẹp quá. Là khéo léo đó. Mình có cho tiêu một chút xíu. Đúng không rồi, hả? Phải cho tiêu cho nó thơm. Dễ quá. Một món ăn rất là ngon, rất là bắt mắt. Và Huyền nghĩ rằng là đây là một món ăn chay rất là tuyệt vời nếu như các gia đình mà muốn trổ tài nấu ăn chay vào cuối tuần này đó. Cảm ơn Trang nhiều và cái phần còn lại là bây giờ mình sẽ thử thưởng thức cho nó ngon đến độ nào nhé. Chủ nhà mời khách nè. Mà dù khách là người nấu nhưng mà chủ nhà mời khách là khách mời chủ nhà luôn. Cảm ơn bạn. Một rồi. Phải đầy đủ các nguyên liệu mới thấy nó ngon độ nào đúng không? Rồi. Cảm ơn cha. Ăn ngon ngon quá. Đây là một món ăn rất là thơm, rất là hấp dẫn và đúng là nếu như mà chúng ta ăn với cơm thì món này là một món rất tuyệt vời. Bởi vì nó vừa đầy đủ dinh dưỡng, đủ chất, đẹp mắt mà lại đậm đà nữa, đúng không ạ? Bình thường thì các món chay có những cái món làm lạc thì ăn không hoặc ăn chơi. Nhưng đây là một món ăn mà Trang đã nêm nếm ở đây rất là đầy đủ các loại gia vị thơm, ngon, đậm đà và bổ dưỡng. Quý vị và các bạn hãy thử làm món này đi nhé. Cảm ơn Trang một lần nữa. Cảm ơn gì. Trang đã dành thời gian để đến đây với chương trình và hy vọng là lần sau sẽ lại gặp lại Trang với những món ăn chay rất là hấp dẫn khác. Cảm ơn gì. Cảm ơn quý vị các khán giả đã theo dõi từ Trang và Huyền thực hiện món ăn chay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.